Chào cả nhà. Hôm nay sau 2-3 ngày ăn thịt liên tục thì mình cho cả nhà mình ăn salad hôm nay, chiều nay, nhưng mà đầy đủ chất bổ. Đại loại cái loại salad này là những cái gì mà mình có trong nhà mình có thể bỏ vào để mình làm cái món salad này. Chẳng hạn như là mình luộc vài cái trứng. Nhà này thì Roland rất là thích ăn trứng. Thực sự ra là chỉ cần 4 quả thôi, nhưng mà ông này lúc nào cũng yêu cầu thêm trứng. Thế mình luộc khoảng ra vài cái trứng nhá. Rồi, trong khi chờ đợi thì mình bắt trứng lên, mình luộc. Rồi bắt đầu là mình sẽ cắt tất cả những cái vegetable mà mình có cho cái món salad này. Dĩ nhiên là xong rồi là mình sẽ đi, mình cắt xong rồi mình sẽ đi quay mọi người ơi, quay cho nó ráo nước. Mình không bao giờ muốn ăn salad mà có mình cái rau mình rửa, nhớ rửa xong là phải quay cho nó khỏi có nước nha. Mình lại thì khi mình bỏ cái trên cái dressing vô nó mới ngon. Cá xong đấy, bỏ vào đây. Bước kế tiếp là mình cần có, đẹp quá ha, mua ở chợ nó bán như vậy nè mọi người, nhìn cưng quá không muốn ăn luôn á. Ngọt tuyệt ngọt luôn á. Ngọt mà ngon nữa. Bởi vì tại sao cà chua này người ta hay ăn sống làm salad là vậy đó mọi người. Mình cắt làm hai ra, cái này khoảng chừng 1 cup được rồi. Mà nói thật, Hà chuẩn bị đồ ăn không bao giờ mà biết đong đo đếm gì đâu. Làm quen rồi là hay làm theo, làm cho nhóm chừng thôi. Với lại mình nói thật, mình đâu có phải là chuyên nghiệp gì đâu. Mình Hà thấy cái bí quyết là mình thích ăn cái gì nhiều thì mình bỏ nhiều. Đó, mình rải đây cho nó đẹp. Rồi mình có dưa leo. Tất cả những cái này là gọi là leftover đó, đồ còn dư 2-3 ngày nay ở trong tủ lạnh á. Và bây giờ cắt bỏ vào thôi. Wow, vừa giòn vừa ngon mà lại bổ dưỡng mà lại có protein nữa. Giống như cái củ hành này là cũng là hành thừa, nhưng mà hành thì mình cũng muốn cắt nhỏ nhỏ ra một chút. Bỏ tủ lạnh rồi đó mọi người, cho nên là nó không có hăng lắm. Là cắt hạt lựu. Còn nữa, trái bơ. Đang cầm dao đó. Sợ chưa? Chưa. Đừng có nói làm tôi biểu diễn không được. Rồi, mình cắt như vậy. Xong mình lột ra. Hồi xưa chưa có biết cái cách này á mọi người. Làm xong lấy cái muỗng múc, trời ơi cái trái bơ nó nát luôn. Không ngon gì hết.
hôm nay mình làm cái dĩa salad này là cho khoảng 4 người ăn. Nhưng mà thường là salad là ăn nhanh lắm, màu hết lắm, không có mà ngon nữa. Rồi mình có cả gà nướng, gà chiên hoặc nướng nữa. Trứng. Như cái này là bị nát rồi. Tạm Roland này nè. Cũng làm. Nói chung là cái này xấu gì. Mình để đây, mình giấu xuống dưới. Rồi lúc mình thích ăn bơ mà mình không có thích cắt nát á, mình thích ăn nó hơi trong một chút là hơi cục cục á, tại vì cái độ béo đó với mình còn nhai nữa, nhưng mà mình cũng có thể cắt mỏng như vậy cũng được. Nhớ là cắt đều tay một chút, cái hà cắt là không đều tay nữa, không chuyên nghiệp. Cái bơ là nhiều lắm á, nhưng mà tới 8 quả trứng. Và đây là gà ức mà mình đã tẩm gia vị, đơn giản lắm, một chút xíu dầu ô liu, một chút tí xíu muối và tiêu thôi. Rồi sau đó mình, nếu mà mình nướng được thì nướng, còn không thì mình chiên lên. Mà chiên thì không cần nhiều dầu bởi vì trong đây đã có một tí dầu rồi. Chiên lên cho nó chín hai mặt xong rồi lại cũng thái hạt lựu ra hoặc là thái đây à, xong rồi cắt ra thôi. Cái quan trọng là làm cái nước sốt. Nhưng mà nước sốt đó mọi người, mình ở bên Mỹ thì rành sướng á, mình có thể mua một cái chai nước sốt sẵn mà Việt Nam bây giờ cũng có bán đó, rồi mình đổ lên. Nhưng mà hôm nay thì á, con mình nó không muốn ăn cái nước sốt trong chai, nó muốn ăn cái nước sốt mình làm. Mà cái nước sốt này làm thì cũng đơn giản lắm. Để mình chiên gà xong rồi mình làm nước sốt nha. Lửa qua bên này nha. Bên này á, lửa bên này lớn. Mang cái này đi chỗ này cho đẹp đi. Đồ thì rửa rồi đó, nhưng mà lần nào lấy ra cũng phải chùi lại. Cho một tí dầu thôi, để cho cái chảo này là cái chảo không dính rồi, mà cũng có một chút cho nó béo béo, thơm thơm. Đợi cho chảo nó nóng một chút là mình có thể bỏ tất cả vào, trong khi chờ chắc mình còn dư trái dưa leo mình cắt luôn. Dưa leo ăn mát. À, thích cái loại dưa leo này lắm mọi người. Cái dưa leo này nó ít cái ruột á, giòn rụm, ngon. Đây luôn. Bây giờ mình chiên gà đi ha. Thực ra mình ướp nhiều chứ mình không có xài hết cái gà này. Là mình để ướp sẵn để lại đây để mà ngày mai mình lại làm tiếp, cũng là món salad nhưng mà salad kiểu khác. Lấy bao khác là ăn bằng này. Cái nước sốt này thì đơn giản lắm mọi người. Hà cũng học ở online thôi. Ví dụ cái thức này cho nên là mình chỉ có là làm thôi.
không cần mua, mình làm tươi nó ngon hơn. Đây là balsamic vinegar, nhưng mà không quen sẽ làm cho nhà cháy. Dijon Dijon mustard, người Pháp gọi là Dijon cái gì đó. Xong miếng tiêu, nhiều chút đi, tại mình thích cay. Và muối biển, đừng có hỏi Hà liệu lượng sao nha, cái này là nhắm chừng thôi, nhưng mà nhà mình không ai dám chê mình làm mặn hay là cái dở gì hết á, bắt buộc là phải ăn thôi, tại vì no choice, chê là không có làm cho ăn nữa đâu. Không phải, bỏ vào cái này xay lên cũng được, hoặc shake tới khi nào nó hòa quyện với nhau đó. Cũng vậy nè, đó, thấy không? Xong. Nhưng xong á, mà mình phải làm cho nó fancy, cho nó đẹp nữa. Mình đâu có để về đâu. Mình phải chở gà, thôi gà cháy, lo nhảy, lo lắc quá rồi. Thôi mà không cháy rồi. Bởi mình thích cái chảo này nè. Cái chảo mà nó không dính á. Tuyệt vời, người mà sáng chế ra cái đó phải nói là thích phải. Thôi là mình bỏ vô đây. Yêu cái chai này lắm, cái bình này nè, vì đi Pháp á, diễn xong rồi đến cái chỗ kia mua chi, tìm chi mua rồi xong rồi mua ngon lắm, ngon lắm luôn á. Đó, mà vừa có độ chua của giấm, mặn của muối, cây cay và cái dầu ô liu nó làm cho béo béo, rồi có cái này nồng nồng của Dijon mustard nữa đó. Mình bỏ vào đây nè, đẹp không mọi người? Xong cái mình bày ra, cái mình chế ra. Đó, để vào bên này. Rồi gà xong cái gì? Là mình cắt ra. Mình phải chín vàng như vậy nè mọi người. Đó. Vừa nấu vừa cắt, ăn vừa bỏ vô miệng là nó no luôn á. Gà sắp chín rồi, 2 phút rồi trở lại nha. Gà chín mình lấy ra, mình cắt, mình bày lên cho mọi người xem, rồi mình sẽ thử nữa. Gà chín rồi nha. Ra theo Roland. Yes. Đi mài dao. Dao cắt không đứt gì hết à. Thò tay vô bóc đi, bóc. Nó dao này đỡ hơn chút. Nói chung là không được đẹp, nhưng mà vấn đề là ngon và sạch sẽ thôi mọi người ha. Coi nè, nát hết trơn à. Thử đi, nóng á, chín chưa? Chín rồi. Còn sống. Ngon. Ngon. Dám mà nói dở. Nói dở cái coi, không có mà ăn liền á. Gà này ướp đơn giản lắm mọi người, chỉ cần cho nó cốt gia vị một chút thôi, tại vì ức gà nó nhạt lắm, cho nên là khi mà mình ăn thì mình bỏ cái nước sốt vào thì nó mới ngon. Rồi mình đem qua cái bên này, mình bỏ vào đây, đó.
lắm. Ngồi đây. Rồi, xong phần này. Tiếp tục phần trứng. Làm vậy cho nó nhanh. Ê, còn nguyên, chỉ có bị rổ thôi, bị xấu thôi. Nhưng mà đó, mấy cái trứng này nó vui nhộn đúng không? Nè, thấy ông lột nhanh hơn chút, nhưng mà cái này có nhiều vỏ dính vào ăn nó giòn lắm, không có chất bổ. Thì hiểu đó, làm cho nó nhanh đi để mọi người đói bụng mà nhanh chứ. Người coi cái video này làm có cái salad mà làm cả tiếng đồng hồ đâu được. Cái salad này mà nếu chuẩn bị trước làm mọi người nửa tiếng à là mình làm có xong rồi. Tại vì mình nấu một lúc là mình vừa làm trứng nè, vừa luộc trứng vừa chiên gà. Ủa, luộc tới 8 cái trứng hả Roland? Wow, that's a lot. Đó, đó. Một mình vô là hết 3-4 cái rồi. Đúng rồi. Xong rồi bây giờ mình cắt trứng mình ra làm vốn. Mình bỏ lên đây. Theo Hà tìm hiểu cái món, Hà thích cái món salad này lắm mọi người. Mà hồi xưa đó là ở mấy cái nhà hàng mà xưa thì ở trên Los á, những cái nhà hàng mà trễ quá mà người ta đóng cửa mà khách nó vẫn còn muốn vào không có gì ăn đó, là nó sẽ ông sếp ông đặt ra cái món này. Cái này là vài chục năm về trước đó nha mọi người. Cái này mình tìm hiểu nói chứ mình không có bị đặt đâu. Nó mới có cái món cod salad. Thôi nhiều trứng quá, để lại đi rồi mình ơi. Rồi xong rồi, xong trứng thì còn một cái món cũng rất là quan trọng nữa. Blue cheese và bacon. Bacon bây giờ mình còn cái chảo để mình chiên thịt nè. Giờ mình bỏ bacon lên. Mình làm luôn cho nó chảy nước ra hết. Mình chỉ cần cái độ giòn giòn giống như mình ăn tóp mỡ đó mọi người. Đó. Sắp có ăn rồi. Muốn cắt trứng ra bỏ luôn vào luôn không? Hay là để ăn không luôn mình? You want it? Ăn ngon chưa? Trứng luộc ngon quá. Mình thích ăn trứng lắm mọi người ơi. Nhiều khi đói bụng không có gì ăn, luộc trứng lên chấm muối. Con này rất ngon quá rồi, nó không ăn nó salad được luôn á. Nãy giờ bỏ miệng 3 cái cà chua, nửa quả trứng. Rồi, bacon xong bỏ blue cheese lên. Rồi. Ồ, có thấy không? Trứng lên cho nó đỡ hôi nhà. Xong rồi đốt đèn cầy. Nhiều mỡ lắm mọi người ơi, mình làm cái này xong nó chảy hết mỡ ra mình bỏ hết. Mình chỉ có lấy cái tốt mỡ thôi cho nó có giòn giòn. Và cái bacon này là smoked bacon đó, nó có cái mùi khói á. Bacon thịt heo mỡ không khói. Cái khăn giấy lên để cho nó thấm dầu đi. Mình đợi cho nó thấm bớt dầu xong rồi là mình bỏ vào đó. Salad mình đã coi như xong rồi đó mọi người. Nửa tiếng à. Nửa tiếng là có lâu lâu mình thấy
ăn mấy cái thịt nhiều quá mình ngán thì mình làm salad. Nóng lắm đừng bóc bỏ miệng nha Robin. Ok. Robin mê bacon với trứng lắm. Kiểu người Mỹ lúc nào cũng ăn buổi sáng là phải có trứng bacon. Hà thì không ăn sáng, trưa và tối thôi. Rớt dưới đất luôn. Đó. Xong rồi đó mọi người. À, chưa xong, xin lỗi. Cái này thiếu thì ông Roland và Bella sẽ không vui vui. Thế cái này dễ thương không? Rồi, ngồi xuống bàn đi. Đây, bắt mỗi thứ một chút. Nhiều trứng phải không? Nhiều trứng, cheese, bacon, rồi cà chua bi, cà bi, hành, dưa leo. Đang đẹp như vậy này, móc moi là làm đi xấu hết trơn. Miếng gà thêm trứng nữa rồi. À, chưa có bơ đó. Rồi đó, ăn thử đi rồi cho biết ý kiến, cho một chút xíu parsley lên nữa cho nó đẹp. Đây, chế cái này lên nhiều hay ít rồi lên? Vừa hả? Okay. Cái này thì làm sao? Đó. Thử đi. Hãy trộn lên cho nó có đầy đủ đó. Thế chưa vô lỏng gắp miếng trứng thì ngay lập tức nó trứng với thịt trước. Thử coi. Ngon. Dễ làm mà ngon nữa. Cảm ơn cả nhà coi nha. Nếu thích thì làm giống như vậy nha mọi người. Mà cái nước dressing này mà lấy thấy phiền hà muốn đi ra chợ mua một cái ranch cũng được nè. Balsamic vinegar dressing hay là champagne, nó có nhiều sự chọn lựa lắm. Ô, Italian cũng được. Mà thấy ranch là thường thường nhiều người thích ăn nhất á. Thank you. Thank you, me.